Rồi xin chào cả nhà nha. Hôm nay em mới về mấy cái xe Mobilet, Velo. Em tiếp tục giới thiệu với cả nhà nha. Đây. Xe này là xe V3 màu vàng nghệ, dọn mới. Cho anh chủ đồ gỗ miền Tây. Anh này lấy thêm chiếc này nữa là hai chiếc. Xe ba đổ màu sữa phối với thương hiệu Gucci, làm bộ túi Gucci theo yêu cầu của ảnh nha. Đây, hai xe rất là đẹp luôn. Còn chiếc này là chiếc 881M. Xe này gần như mới tinh. Xe này mình đấu giá bên Nhật về nha. Chiếc này rất là đẹp. Mẫu xe rất đẹp. Rồi tiếp tục con bên này là AV42-1962. Xe zin nguyên con. Chiếc này thì quá đẹp. Kiếm một cặp bẩn giống như vậy là cái bộ túi này rất là khó. Xe này cũng thuộc dạng là xe đẹp á, xe cọc. Đây bình nhất dự phòng cho anh em đi xa. Rồi đừng nhiên liệu nha, mình có cần thì mình đổ vô để sơ cua. Chiếc này là mình trả khách cho Hà Nội. Chiếc này là AV44-1960. Mẫu xe này giới trẻ anh em rất là thích. Mẫu này rất là đẹp nha, xe màu đen bóng. Có hai túi da luôn, đầy đủ. Rồi tiếp tục, con này là Solet 2200 961. Mẫu này rất là đẹp nha. Xe này rất là hiếm luôn. Máy nằm trước. Cặp vỏ còn nguyên zin luôn. Michelin Made in France. Có một bình nhớt sơ cua nữa. Đây. Kế tiếp là chiếc xe AV54 1956. Xe này xe hai đũa nước sơn zin nguyên con nha các bạn. Rất là đẹp. Của tùm zin luôn. Xe này đáng để sưu tầm luôn. Còn con cuối cùng là mẫu xe đẹp khác với mẫu kia. Mẫu kia là đèn tròn, còn mẫu này là đèn vuông nha các bạn. Đây là 881, sản xuất 1984. Xe zin hết, rất là đẹp. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem clip của mình nha. Tiếp tục có những xe mới mình sẽ post lên tiếp cho cả nhà xem. Rồi, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nha.